Bữa nay Long thấy cái ông đưa thư, ông đi tới cửa trước nè, ông đem một cái vật mà Long cũng mong chờ bấy lâu nay. Trong đó Bentley thì mong chờ nhiều hơn, tại Bentley rất là thích cái play button này. Cho Bentley khui hàng. Cầm đây con. Yeah. Is that it? Yeah. Cool, let's go. Xem nào. Mà xem nào. Daddy xem nào. Đây, ok, đi con. Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Long và Bentley tại vì có được cái nút bạc này nha. Này cho Bentley mở nút bạc ra nè. Vừa mở mà cũng... Recording. Hả? I was recording. Yeah, you're recording? Yeah. Okay, I have to be quiet? Yeah. Sure. Chà mày. $100,000. Beautiful. Rồi, Bentley thâu xong hồi nãy giờ không cho ba nói chuyện nè. Nhưng mà đây là cái nút bạc nha. Cũng Long cũng lần đầu tiên mà thấy được cái nút bạc ở ngoài đời. Nó cũng rất là nặng nha, thấy chất lượng lắm. Ở trên này thì không biết bằng cái chất liệu gì, có vẻ như là nhôm hay gì đó. Không biết chất liệu gì nhưng mà tương đối đẹp nha. Bây giờ mình không có biết là để đâu. Theo Bentley thì là để phòng Bentley. Nhưng mà hả? Long chưa biết là để đâu luôn đó. New Mohan, Head of YouTube. Này là cảm ơn tất cả mọi người. Trong đó đã subscribe, đăng ký kênh. Tới ngày hôm nay mà Long được 100.000 người là một cái bước ngoặt đầu tiên. Long sẽ cố gắng lấy cái nút màu màu này và màu này nha. Thì không phải lộn màu màu này, màu này, màu này là cái diamond trong tương lai. Thì hy vọng mình sẽ cùng hợp tác cho cái đến cuối cái cuộc đời của Long sẽ có những cái nút giống vậy nha. Thì hy vọng thôi. Nhưng mà không có gì là không thể. Long sẽ nỗ lực hết mình để đem về những cái thành quả như vậy. Một lần nữa Long xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Long và Bentley Ivy có được cái nút play đầu tiên. Và bây giờ sẽ kiếm chỗ treo lên nha. Trong cái hộp YouTube gửi về nè, thì có một tờ giấy này bên trong. Sau đó là tới một cái hộp bên trên nha, để đẩy cái play button lại. Bên trong thì nó có một cái chống ẩm nữa nè. Rồi, và đây là nút bạc. Sau lưng nó có hai cái lỗ để mà mình treo lên nè, tương đối nặng nha. Còn cái này là tấm lót để êm nè. Che giống vậy đó, để cho nó khỏi bị chảy xước. Và bên trong thì có một cái thẻ là người nào đã kiểm tra cái play button này. Và một cái thơ. Cái thơ này hỏi là 1.000 người
100 người, 1.000 người và bây giờ là 100.000 người. Your fan may have found you while searching YouTube, learn about you through a friend. Maybe you showed up as a recommend video. No matter how they came to your channel, your audience stay and their numbers increase because of you and the community you built. Thì cái này cũng nói là một phần nhờ công ơn tất cả mọi người tìm đến Long, cho dù là từ những người bạn giới thiệu hoặc là YouTube recommend, họ đề xuất, hay là một cái lý do nào đó họ đến với cái channel này và bây giờ họ đã giúp mình trở thành đạt được cái nút bạc 100.000 người đăng ký nha. Đây là một cái bước ngoặt đầu tiên. Long cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Long hôm nay để nhận được cái thành quả này. Và hy vọng là rằng trong tương lai, Long sẽ cố gắng hơn nữa ra những cái thước phim video vui và tích cực. Mọi người cứ biết, lúc mà hồi xưa, lúc mình còn nhỏ đó, mỗi lần mà mình được đem quà từ thành phố về, cha mẹ đi thành phố xong rồi đem quà cho mình, rồi mình trông ngóng nó. Khi mà cha mẹ về thì mình rất là mừng, rất là vui khi mình ra đón cha mẹ từ xe bước xuống nha. Xong rồi được những cái món quà trao tận tay. Thì hôm nay cũng là một món quà mà Long đã trông chờ. Cũng giống như vậy, đối với nhiều người á, thì cái món quà này nó cũng là bình thường thôi. Nhưng mà đối với Long á, là cả một bầu trời yêu thương. Bao nhiêu năm qua thì cũng để cho, lúc đầu tiên thì nghĩ để lại cho con cháu sau này coi. Thời cha ông nó làm những cái YouTube xàm có, hay có, tích cực có, vui có, mọi thứ, cái gì cũng có trong đó. Bây giờ nói thiệt chứ, nhắc lại những cái hành trình mình đi qua, chắc chắn là không nhớ nổi hết những cái video mình đã làm. Nhưng mà tới một thời điểm nào mà dừng chân lại, mình không đi được nữa, thì lúc đó Long mở cái video ra, rồi mình coi lại từ đầu, cái video đầu tiên luôn, xong rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, mình coi những cái hành trình mình đi qua, rồi những cái học hỏi, những cái kiến thức mà mình học được, rồi những cái video mà mình nỗ lực mình làm. Mình có những cái lúc đó mình ngồi lại mình xem, rồi mình nhìn con cháu mình lớn theo thời gian, và gia đình cũng vậy. Những cái thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như những chiếc xe Long đã mua, và những cái chuyến đi nữa nha, những hành trình gặp những cái fan, rồi người này người kia trong những suốt quá trình làm YouTube. Thì hôm nay rất là vui khi mà Long nhận được cái nút bạc lần đầu tiên trong đời, khi mà mình nhận một cái món quà từ người lạ, từ những cái mạng xã hội, nhưng hồi xưa không có, nhưng mà bây giờ thì ai sống cũng cần phải có cái mạng xã hội. Long cũng vô tình làm ra một cái kênh YouTube như vậy và có rất là nhiều người ủng hộ. Thì trong đó có mọi người đang xem ngay lúc này, đã đăng ký và đã tạo cho mình có một cái dấu ấn đầu tiên, đó là cái nút bạc. Bentley là người đầu tiên cầm cái nút bạc lên, và Bentley là người đầu tiên mở cái nút bạc ra. Vì sao? Vì nếu không có Bentley thì chắc chắn Long không có làm cái YouTube này. Có một phần là động lực rất là lớn từ Bentley mà ngày hôm nay Long nhận được cái YouTube nút bạc nha. Và từ đây sẽ cố gắng hơn nữa để làm những cái video hay hơn và vui hơn, tích cực hơn, để đưa đến với mọi người, chia sẻ với mọi người. Hơn nữa, hôm nay thì Long đã nhận được không những cái nút bạc đó, mà có một đứa em bên Florida, không biết là em ấy biết mình nhận nút bạc hôm nay hay sao, gửi cho Long hai con cá to chà bá luôn. Bây giờ Long trên đường chạy ra ngoài tiệm nha, để đem hai con cá này về nhà. Tối nay cả nhà mình ăn mừng nút bạc bằng hai con cá của đứa em là Lộc bên Florida gửi qua cho Long nha. Nhưng trước tiên bây giờ là phải đổ xăng, xe hết xăng rồi. Đổ xăng xong rồi kể mình đi ra tiệm. Long sẽ cho mọi người xem hai con cá nó to cỡ nào nha. Hai con cá biển. Thì Long thì ít khi ăn cá hồ lắm, chỉ thích ăn cá biển thôi. Con cá biển này á, thì hôm trước Lộc có bỏ lên mạng,
thì Long là cũng thấy cá ngon thì mình đặt thôi. Mình chỉ có comment vô trong Facebook của Lộc là anh muốn mua hai con cá đó. Thì hai ngày hôm sau Long nhận được cá nha, Lộc gửi qua. Nhưng mà như vậy, em không chịu gửi cho mình thông tin để mà mình trả tiền. Thì mọi người nghĩ sao? Giờ ăn cá này có ngon không? Nói chứ tấm lòng từ anh em mà ở xa như vậy gửi cho mình như vậy thì mình cũng rất là cảm ơn. Nhưng mà Lộc à, em làm vậy lần sau anh không dám lấy cá của em nữa đâu. Em phải cho anh thông tin để mà anh gửi cho em nha. Vì mình biết là để đưa được con cá này tới chỗ mình hôm nay á thì nó cũng qua rất là nhiều giai đoạn. Thứ nhất là người ta câu được hoặc là đánh bắt được. Thứ hai nữa là vận chuyển. Thứ ba nữa là công em lựa ra hai con cá ngon nhất. Thứ tư là em đem đi gửi. Em đóng gói, em đóng hàng lại để em gửi cho anh. Cái thứ năm là cái tình cảm mà em gửi cho anh nó rất là lớn, khi em có rất là nhiều người để gửi cho nha, hoặc là bán nha, mà em gửi cho anh. Thì đây anh cũng cảm ơn em luôn. Mọi người có đến Florida thì ủng hộ Lộc Việt Taste nha, Mama Street Food ở Fort Lauderdale. Mọi người có đến thì ủng hộ Lộc Việt nha. Lộc thì Long quen cũng nhiều năm rồi, cũng là một đứa em gửi gắm cho mình rất là nhiều cái động lực trong cuộc sống. Anh em thì thỉnh thoảng gặp nhau, Long mỗi lần xuống Florida là lần nào cũng phải ghé cho Lộc ăn, và anh em cũng gặp nhau, cũng đi chơi với nhau. Nói về cái vấn đề cá thì Lộc bán đủ loại thứ hết. Mọi người muốn mua cá gì thì hầu như là cũng có nha, đặt là có nha, cá mập cũng có luôn. Bây giờ Long đổ xăng cái đã, xong rồi mình đi ra lấy cá cho mọi người xem. Trời ơi, con này như là snapper mà bự quá ha. Wow, con này chắc phải. Con này có chục pound không ta? Có đó hả? Để mình cầm nó coi coi. Trời ơi, quá bự luôn. Con này dạng như là con cá snapper. Tiếng Anh, tiếng Anh kia bạn anh. Hả? Cá gì đó? Cá hồng hay gì vậy? Cá hồng mà cũng có cái này giống giống mà không phải cá hồng. Bự quá à, con nó bự hơn nữa kìa. Ôi, bằng nhau hay bự hơn ta? Trời ơi, con này dài hơn. Dài hơn đúng không? Con đi bự hơn. Mỗi chắc là con đực con cái rồi em ơi. Này chắc Lộc bắt không gặp rồi. Wow. Con này nhỏ hơn, con dài hơn. Chụp chà. Hai con cá này. Rồi, tối nay anh em mình làm lẩu cá măng chua. Giờ đi chợ đi. Giờ có cá rồi, mình phải đi kiếm gia vị để làm cá nha. Giờ phải đi mua măng chua đây. Đây là bên trong một cái chợ của châu Á nè. Chợ đây gọi là chợ Sunrise. Bán đầy đủ đồ hết, không có thiếu một thứ gì nha. Từ nước mắm cho tới mắm nêm, mắm ruốc, mắm gì cũng có. Vịt quay, heo quay. Có cả măng cục nữa nè. Mít nè. Ở bên Mỹ này mấy cái bắp chuối này bán mắc lắm nha. Như một bắp chuối này là 11 đô 67, 61 cent. Tính ra từ Việt Nam là thành 300 ngàn bắp chuối này. Ở Việt Nam 300 ngàn chắc mua được 5 bụi chuối. Vợ rủ đi mua măng chua và chọn ngay măng này. Chua hay là không? Khả năng là không chua nha. Lấy con nào ra, Long ơi. Con mập hay sao? Con nào? Con nào ngon hơn? Con đó đi ha. Collection là hai collection son. Chị xanh em tặng mặt em xài thử mặt
Nó là ngon nhất đó. Đây là David bày bên mối chặn để làm cá. Ồ, cá to quá trời. Cái này cá đặt là cá con cá YouTube nha. Đây David bày xuống đây mình đây. Nghề của Trang mà xưa nó đi con cá. Đây một dĩa cá luôn. Hấp dẫn thiệt. Cá trong nước mắm là ngon lắm. Về được ăn đồ tươi nè, rồi nấu luôn tại chỗ nè, ngay chỗ làm mình ăn luôn hết đi, mà ăn với lại những đứa em mà thân thương. Ui trời, cá mà từ Florida gửi qua đây. Trời ơi, hậu chị cái tô của chị to, xong rồi chị được có 3 cọng muối rồi Trang. Cho nước mắm nha. Ngon hả? Đảo quá. Công nhận cá tươi ăn ngon thiệt, xuống mồm thật. Bữa nay ngày nhận được nước bạc nữa chứ. Ui, chúc mừng anh không? Cá nó về đúng lúc đó. Cá về đúng lúc luôn. Không, nó về trước lúc đi. Không, nhưng mà nó đúng lúc nó mới mở được. Ôi, vị đủ ngon khác. Ngon lắm em. Ngon anh, nước súp được ngon luôn. Nước súp này mà không ăn là phí. Phí luôn, em có muốn chưa? Trời ơi, cái đũa đấy mà em gắp này làm sao em gắp? Nó lấy cái tô đó mà nó hơi... Trời ơi, bôi bát dễ sợ lắm, nhìn này, nhìn vợ em này. Tôi đừng rồi, lấy cái tô nhỏ nhỏ luôn cho rồi. Hết tô nhỏ. Rồi, hậu sực. Ăn đi em ơi. Dạ dạ, anh chị ăn trước đi, em ngoài chút. Ngon quá. Ngon lắm. Súng ngon nhỉ? Bắp chuối nè, bắp chuối. Súng là nó ngon hả? Bắp chuối trộn với lại bạc hà. Mà nó chua chua ngon ha. Ăn như kiểu món cá ở Việt Nam người ta nấu mẻ. Ngon quá. Cảm ơn David. Cảm ơn ai đã gửi cá qua. Lộc. Cảm ơn Lộc. Lộc cái gì nhỉ? Cái gì tàu phù gì? Tàu phù. Mama tàu phù. Anh em ơi. Dạ dạ, em qua chút xíu là anh chị ăn trước đi. Hậu thực. Em đang chảy nước miếng mà. Ngon. Ngon lắm luôn đó. Ớt cà cay kìa. Miếng súp nè. Mình làm nguyên miếng cá bự nè. Hậu sực. Bình thường là em không ăn cá luôn. Hôm nay ăn cá. Mà nó chua. Đã được. Nó chua ngon á. Này hồi nãy làm cá chỗ này đằng nào cũng lấy đồ xịt nước rồi, cho nên là mình dục xương mà nó không sao. Đây là cái máy xịt, lát xịt.
Ngon David. Hấu sức. Đâu rồi? Dục ơi. Em ăn hai củ rồi. Em ăn gan à? Muối nè, chụp cho cái kia. Đúng rồi, gan cá ngon lắm. Đứa này chắc giả. Chị thấy cái cục gì thì nó dễ thở. Cái cục gì trắng trắng á. Mấy con cá nhỏ chắc xong chị. Như nè. Nhưng mà em như đâu tay tay chị mới tay gì nha, tay gì đó. Tay gì nha. Tay gì mua bê bơ. Mấy cô này ăn trúng cá cười rồi. Bên ngoài 8 giờ tối rồi mà còn gì nè. Sáng trưng.